Đây có thể xem như khoảnh khắc mang tính bước ngoặt ở trận chung kết FA Cup, khiến cho màn so tài giữa Manchester United và Man City rẽ sang một hướng rất khác. Từ chỗ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, từ chỗ bị xem như là một đội bóng chiếu dưới, Quỷ Đỏ bất ngờ nắm lợi thế cực lớn để từ đó tạo ra 90 phút thăng hoa tới ngỡ ngàng dành cho các cổ động viên. Còn ở phía bên kia chiến tuyến, không nhiều người nhận ra tập thể vừa đăng quang trước vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ tư liên tiếp. The Citizens vẫn kiểm soát bóng nhiều, vẫn có trên sân các ngôi sao mang đẳng cấp thế giới, những cái tên đã làm nên lịch sử cho câu lạc bộ tại sân chơi cao nhất xứ sương mù. Vậy nhưng, trong cuộc đại chiến trên thánh đường bóng đá Wembley, họ lại gặp khó khăn muôn vàn trên đường đến với khung thành đối phương. Man City đã nỗ lực tận cùng, nhưng hành trình bảo vệ ngôi vương của họ đã thực sự gặp trở ngại lớn trước cách chơi khoa học từ phía người hàng xóm. Thất bại đắng cay ở mùa giải năm ngoái như đã giúp Manchester United trưởng thành, để rồi họ khiến nửa xanh trải qua những xúc cảm chẳng hề dễ chịu. Ở đó, thay vì là các cái tên lẫy lừng, trận chung kết đã được định đoạt bởi các tài năng trẻ vốn còn bị nghi ngờ không ít. Đây cũng là một trong các điểm nhấn đáng chú ý ở cuộc đối đầu này. Chủ quan sau trước vô địch ngoại hạng, Man City trả giá đắt vì sai lầm nghiệp dư. Chắc chắn là mọi thứ sẽ rất khác cho Man City nếu như Josh Covadiol cùng với Ortega phối hợp ăn ý hơn. Đó là tình huống không có gì quá nguy hiểm, nhưng chính việc thiếu liên kết giữa hai cái tên này đã khiến cho The Citizens trả giá. Ít ai ngờ rằng một cầu thủ đang có phong độ cực cao như là ngôi sao người Croatia cùng với một thủ thành đã gây tiếng vang lớn trên đường vô địch ngoại hạng Anh của Man City lại mắc một sai lầm sơ đẳng đến như thế. Khoảnh khắc vụng về tới khó tin mà họ tạo ra khiến The Citizens lỡ cơ hội trở thành đội đầu tiên trong lịch sử xưng vương tại Premier League và FA Cup trong 2 năm liên tiếp. Dù có thể những ngôi sao ấy đã góp công lớn vào chặng đường đăng quang Premier League, nhưng họ sẽ còn phải trằn trọc, phải nhận không ít chỉ trích vì sai lầm của mình. Nhiều người phải đặt câu hỏi rằng họ có đang ngủ quên trên chiến thắng hay không, khi trước đó đã có dấu hiệu tiệc tùng quá đà. Nhưng chắc chắn là Pep không thể nào hài lòng với dàn học trò đắt giá của mình trong màn thể hiện ngày hôm nay. Hai sao Carrington lên tiếng, dìm Pep Guardiola xuống hố sâu tuyệt vọng. Chiến thắng của Manchester United được điểm tô bằng màn trình diễn ấn tượng từ những cầu thủ trẻ, những người được xem như là tương lai tại đội bóng này. Trong trận đấu quan trọng nhất cả mùa giải với câu lạc bộ, không phải là những ngôi sao đã chinh chiến qua bao trận mạc như là Bruno Fernandes hay Marcus Rashford, mà Garnacho cùng với Kobbie Mainoo đã là cái tên rực sáng. Cái khoảnh khắc mà họ tạo ra không chỉ mang đến sự bùng nổ cho người hâm mộ, mà còn chứng minh giá trị, chứng minh bản lĩnh ở trận cầu lớn của bộ đôi này. Kobbie Mainoo cùng với Garnacho là những cái tên đã được triệu tập lên đội tuyển Anh và Argentina để chuẩn bị cho Euro cùng với Copa America. Và các pha lập công tại chung kết FA Cup như thay cho lời khẳng định rằng họ xứng đáng có một suất đến tham dự những sân chơi hàng đầu châu lục mùa hè năm nay. Trên hết, nhìn cái cách mà cả hai lên tiếng để mang về danh hiệu vô địch cho đội nhà, các fan của Quỷ Đỏ có lẽ phần nào yên tâm về tương lai của câu lạc bộ. Lần gần nhất, một cầu thủ tuổi teen ghi bàn cho Manchester United tại chung kết FA Cup, cái tên ấy đã vươn tầm trở thành siêu sao đẳng cấp thế giới, đó là Ronaldo. Biết đâu sau những khoảnh khắc xuất chúng vừa qua tại chung kết, Kobbie Mainoo và Garnacho có thể tiếp bước người đàn anh trong một ngày không xa. Trước vô địch cứu chiếc ghế Ten Hag, Man United sẽ hoãn sa thải 10 khó. Trước thềm trận chung kết FA Cup, rất nhiều nguồn tin tại Anh Quốc đã khẳng định Erik Ten Hag sẽ bị sa thải ngay cả khi giúp Man United lên ngôi. Tuy nhiên, nhìn vào màn trình diễn thuyết phục mà Quỷ Đỏ thể hiện trước Man City, có lẽ biết đâu quyết định chia tay chiến lược gia người Hà Lan sẽ được hoãn lại. Bởi lẽ, Erik Ten Hag và các học trò đã có 90 phút quá khoa học, hiệu quả và xuất sắc đến lạ thường. Xuyên suốt 90 phút trên sân, Man City chỉ có 2 lần dứt điểm trúng đích. Điều này khác rất xa so với cách mà Man United thất bại toàn diện trước đối thủ ở hai màn so tài tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Ten Hag đã từng nhiều lần khẳng định lý do khiến cho đội bóng của mình dẫn dắt chơi kém, đó là bởi ông không có được lực lượng như ý vì vấn đề chấn thương. Quả thực là khi nhìn vào trận chung kết FA Cup, nơi Manchester United có gần như đầy đủ quân bài tốt nhất, họ đã tạo nên một bộ mặt rất khác. Liệu rằng chứng kiến đội nhà thắng thuyết phục City để xưng vương, ban lãnh đạo của Manchester United có thay đổi suy nghĩ khi tiếp tục dành niềm tin cho chiến lược gia người Hà Lan? Cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn, Erling Haaland. Dù đã gieo sầu không ít lần cho Manchester United trong những màn so tài tại Ngoại hạng Anh, nhưng thêm một lần nữa, người hâm mộ Man City phải cảm thấy thất vọng với chân sút hàng đầu tại các trận đánh lớn. Trong trận đấu mang tính chất quyết định đến ngôi vương, Erling Haaland lại sắm vai kẻ mất tích. Suốt hơn 90 phút trên sân, những gì mà tiền đạo người Na Uy thể hiện chỉ là hai pha dứt điểm với một tình huống sút bóng trúng xà ngang.
Còn lại thì anh hoàn toàn mất hút nơi hàng tấn công của The Citizens. Hết Lisandro Martinez tới Rafael Varane bỏ túi cái tên này. Đó thực sự là điều mang đến nỗi buồn không nhỏ cho những ai yêu mến City. Vẫn biết rằng Erling Haaland là cỗ máy săn bàn, đã tạo nên bao màn trình diễn siêu hạng giúp đội nhà giành cú ăn ba ở mùa giải vừa qua hay là đăng quang ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Nhưng cứ nhìn cách mà ngôi sao ấy đến trận đấu lớn lại tàng hình, có lẽ chẳng ai yên tâm và hài lòng cho được. Nhất là khi trong tương lai, Man City còn phải trải qua không ít thử thách gian nan đang đợi chờ. Đẩy Chelsea xuống C3, Manchester United giành vé Europa League cứu vớt mùa giải thất vọng. Với thắng lợi thuyết phục trước người hàng xóm, Manchester United không chỉ bỏ túi danh hiệu FA Cup mà còn hiên ngang giành tấm vé tham dự Europa League mùa giải tới, bất chấp việc chỉ xếp thứ 8 tại ngoại hạng Anh. Đây có thể xem như niềm vui ít ỏi cho các cổ động viên quỷ đỏ, những người đã phải chịu đựng bao điều cay đắng, bao sự tủi nhục xuyên suốt cả mùa giải. Việc đánh bại một Man City hùng mạnh chắc chắn là thứ mang đến sự sung sướng vô bờ cho những ai yêu mến nửa đỏ thành Manchester. Chiến thắng của Manchester United cũng đồng nghĩa với việc Chelsea sẽ phải xuống chơi tại UEFA Europa Conference League, trong khi Newcastle thì chính thức mất suất góp mặt ở các đấu trường châu lục vào mùa giải tới. Arsenal cũng sẽ mất quyền tranh siêu cúp Anh vào tay của Man United và Quỷ Đỏ sẽ lại hẹn gặp Man City một lần nữa vào tháng 8 tại Wembley cho danh hiệu Community Shield. Bỏ lại sau lưng mùa bóng thực sự tệ hại ở sân chơi cao nhất xứ sương mù, việc tham dự Europa League như là điều an ủi cho Man United, giúp họ thu hút thêm các ngôi sao trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Tôi biết mọi thứ không suôn sẻ. Tôi biết những kết quả mà chúng tôi trải qua không phải tiêu chuẩn của Manchester United, nhưng chúng tôi đang trên đường tới Wembley, hãy ở phía sau chúng tôi thêm một lần nữa nhé. Đó là dòng tâm thư mà Bruno Fernandes đã gửi tới các fan Quỷ Đỏ trước thềm trận chung kết, như để tìm thấy niềm tin cùng với động lực từ các khán giả thân yêu. Đáp lại mong muốn đó, người ta đã thấy ở thánh đường bóng đá kia một sắc đỏ ngập tràn, và chính điều này đã mang tới cho những chàng trai áo đỏ dưới sân niềm cổ động viên lớn để họ tạo nên một chiến tích phi thường. Hành trình trở lại với hào quang rực rỡ khi xưa với Manchester United vẫn còn dài, nhưng chí ít là trong những thời khắc quan trọng nhất, người ta vẫn thấy ở đó quyết tâm cùng với khát khao chiến đấu luôn trực trào nơi mỗi ngôi sao Quỷ Đỏ. Đây là thứ khiến người ta thêm yêu và luôn kiên nhẫn ủng hộ tập thể này, bất chấp có thành tích không như ý cả mùa giải.